Nguyễn Huy xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp bộ truyện Ma Cương Thi Trộm Mộ Tống Xác Hành Hương của tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Đừng quên hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc hãy theo dõi và like trang viết của tác giả Lâm Gia Thái Bảo, Huy đã để link ở trong phần mô tả. Và cũng đừng quên hãy nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video truyện mới quý thính giả nhé. Tập 5 Thủy Quái Phần 13. Lương Hải Yến từ thần thái đến dáng vẻ đều toát lên khí phách uy dũng. Dù thân là nữ nhân nhưng khí khái phi phạm, lại lào thuộc chú khiển thay, tay dùng bùa truyền lệnh, hai cái xác nhất nhất tuân phục theo, khiến cho Hồng Quán cũng bất giác thấy nể phục. Hai cái xác băng băng lao đến tay đạo sĩ vừa mới chạy đi, trông chẳng khác gì hổ báo săn mồi. Trong màn đêm chỉ nghe được những tiếng chạy bình bịch, tiếng rẽ nhánh cây, rồi tiếng kêu của tay đạo sĩ. Có vẻ như hắn đã bị hai cái xác khóa chặt lại. Tư lĩnh và Phúc Nguyên đợi cho mê hồn hương vừa tản ra bớt thì lập tức đuổi theo. Hải Yến mắt đang nhắm thì mở to, bảo rằng đã bắt được hắn ta, liền đứng dậy chạy ra ngoài, khiến cho Hồng Quán cũng phải hấp tấp đuổi theo, xem cô nàng này còn thi triển dị thuật gì nữa. Vừa qua bụi chuối, Hồng Quán thấy Tư lĩnh và Phúc Nguyên đứng ở hai bên. Dưới đất là tay đạo sĩ vừa trốn chạy đã bị hai cái xác nằm đè lên khóa chặt lại. Hai cái xác lúc này trở lại là xác chết, không còn động đậy gì nữa. Hải Yến rút hai cây kim đang ghim vào cổ của hai cái xác ra, rồi dán thêm một tấm bùa vào đó. Cái đó thì Hồng Quán biết gọi là dập khí, không để cái xác bị khóa thành tà ma do hút dương khí của người xung quanh. Tư lĩnh bảo nên làm cái gì, Hồng Quán cho rằng nên trói hai tên đạo sĩ thúi này lại rồi mới tính kế tiếp. Một chốc sau, hai tên này đã bị trói chặt, bịt miệng, đặt ở trong góc của thay điếm. Hồng Quán sợ chúng thoát được, chặt thêm một đoạn tre buộc vào tay chân như một cái nạng, không cho chúng dùng dằn mà cởi dây trói ra. Tư lĩnh nhìn Hải Yến có chút e dè hỏi: cô em đây là người của Lương gia, chẳng phải Lương gia từ sớm đã bỏ xứ Lục Tỉnh mà quay về cố hương rồi hay sao? Hải Yến bỗng có chút tiếc nuối, thở dài nói: phải chi cha tôi chịu quay về thì đâu có bị cái lũ khốn này hại cho chết. Hồng Quán mới hỏi ra cớ sự, Hải Yến kể kỳ thực rất ngắn gọn, nhưng vì cùng là người trong giới cho nên ba người còn lại mới hiểu được. Sự việc bên trong thì lại có đôi chút dài dòng. 60 năm trước, trong đợt di dân phương Bắc về Lục Tỉnh, có một nhóm thầy tống xác quê ở Tương Tây Hồ Nam. Lại nói về Tương Tây nổi tiếng với thuật tống xác dẫn thay, có câu nhị đàn tứ phái, nghĩa là thuật tống xác dẫn thay ở Tương Tây nổi tiếng với hai lôi đàn chính là Hồ Trạch và Kim Trạch. Hai lôi đàn này được phát triển bởi bốn người đệ tử lớn, sau này mỗi người đi một hướng khác nhau là Lương, Triệu, Thân và Vi. Thầy tống xác ở Tương Tây nói nhiều kỳ thực cũng không nhiều, vì quá đặc thù cho nên thành ra người ta chỉ đếm trên đầu ngón tay ngón chân, trong một địa bàn thì đã quá nhiều rồi, xác ở đâu mà dẫn cho đủ chứ. Nghề tống xác dẫn thay lại quá kỳ bí và chứa nhiều quyền thuật không truyền cho người ngoài, không tránh khỏi chuyện ngày càng bị mai một cho đến khi họ đến Lục Tỉnh. Trong nhóm người đó có Lương sư phụ, Lương Đáng là ông nội của Hải Yến. Lương Đáng từ chối gia nhập thập hương để tạo nên hành gia như đã biết, mà lui về Gò Công mở một cái trại hòm nhỏ. Lương Đáng đã mất 20 năm trước, truyền cái trại hòm ấy lại cho con trai độc nhất là Lương Khiết Trị. Kỳ thực Lương gia ở xứ Gò Công chỉ làm hòm để che đi cái nghề chính của họ là tống xác dẫn thay. Có một chuyện khó tin, đó là dùng Gò Công xưa địa hình chia cắt phức tạp, nhiều kênh rạch, phân bố nhỏ lẻ, rừng cây chiếm phần lớn diện tích, cho nên ngày ấy hễ là nghĩa quân chống triều đình đều sẽ lập căn cứ ở đây. Xứ Gò Công còn nổi tiếng với địa thế phong thủy vô cùng đặc biệt, vì thế mà người ta thường truyền tụng hai câu ca dao: đầu rồng đuôi phụng le the, mùa xuân ấp trứng, mùa hè nở con. Dùng này và dùng Bến Tre có nhiều địa danh liên quan đến rồng, phụng, như cồn rồng, cồn phụng. Theo truyền thuyết đã cắt nghĩa vị trí địa lý đắc lợi của tỉnh Gò Công như sau: chỗ rạch Long Tượng, nối từ Thanh Nhật ăn ra Tiền Giang,
được gọi là đầu rồng, theo kiểu long đầu, hí thủy. Còn đuôi rồng nằm về phía bắc, vùng phía bắc tỉnh lỵ Gò Công, có địa danh là Dường Phụng, do ông thôn cũ lập ra giữa thế kỷ 19, cùng với Gò Lân ở làng Sơn Quy. Thế đất có gồm đủ Long Lân Quy Phụng, tức là tứ linh, cho nên làng nào nằm trong thế đất tứ linh sẽ dưỡng phát phú quý. Vì thế mà nơi này phát tích ra rất nhiều bậc công hậu khanh tướng, phải nói đến Đức Quốc Công Phạm Đăng Hưng, Long Mỹ Quận Công Nguyễn Hữu Hào, bà Từ Vũ Thái Hậu, bà Đinh Thị Hạnh, thứ phi của vua Triệu Thị. Phía nam Gò Công là nơi tiếp giáp với Mỹ Tho, Bến Tre có Dạm Trọng ở làng Vĩnh Hữu, Rạch Long Uông ở xã Tăng Hòa, Rạch Long Trọng trên có cầu ngang. Rạch này làm ranh giới giữa hai làng Thạnh Nhật thuộc Gò Công và làng Hòa Bình thuộc Chợ Gạo. Hồi trước có nạn xét giấy tờ thuế thân, hễ khi hương chức làng xét, dân làng trốn qua làng Hòa Bình. Còn phía Mỹ Tho xét thì đàn ông trốn qua làng Thanh Nhật, như trò chơi cút bát vậy. Do địa thế vô cùng đặc biệt, cho nên những người ở xứ này, đặc biệt là dân lắm tiền nhiều của, khi chết đều muốn về nhà rồi mới nhắm mắt. Lại có thêm một kiểu người nữa, đó là muốn chết tại một cái huyệt tốt, nghĩa là lúc họ nhắm mắt lìa đời thì phải được nằm trên cái huyệt đó, tựa như thiên ý chọn họ để nằm tại huyệt đó vậy. Làm như thế nhằm có được âm phúc, con cháu hưởng được phú quý bền lâu. Lương gia nổi tiếng với làm hòm, như vậy nên chẳng bao lâu mà được nhiều người phú hào biết đến. Những người này đều để ý rất kỹ, hễ trước khi thân phụ trong nhà hay bản thân sắp chết, đều nhờ người tìm đến lương gia để nhờ cậy phần việc còn lại. Đó là tìm mộ yên mã đẹp. Người gần chết làm sao có sức mà đi được, dù có ngựa xe hay kiệu, dọc đường chịu không nổi mà chết ngang thì lại không được tốt nữa. Thế nên lương gia bày cho cách uống thuốc dẫn bùa, cơ thể mê mê mang mang, khi đó thì đem đến chỗ huyệt muốn chôn, rồi giải thuốc bùa, không lâu sau thì chết. Những người ấy kỳ thực chỉ muốn làm cho cái chết của mình trở nên quyền bí, tựa như vua chúa hay thánh nhân chọn huyệt mà chết, để có được một hai câu khen của người đời trong cái đám tang mà thôi. Chuyện bên trong thì lại chẳng được tốt đẹp gì cho cam. Vậy mới nói, giàu có quá rồi thì con người ta tạo ra những thứ lễ nghĩa phù phiếm, dớ dẫn. Lương gia không quan tâm đúng sai, chuyện mình làm được thì mình làm, ai đâu ngu ngốc tự đi đạp đổ nồi cơm của bản thân. Vậy nên Lương Khiết Trì hành nghề dẫn xác như vậy. Đến khoảng hơn 10 năm trước, Hành Gia và Lương Khiết Trì tuy nói là nước sông không phạm nước giếng, nhưng vì cùng xuất phát chung một cái nguồn gốc tống xác dẫn thay, cho nên rất nhiều phương kế của Hành Gia đều bị Lương Khiết Trì bóc mẻ. Cho nên Hành Gia bốc bát hương ở Gò Công đa phần đều hỏng cả. Vì những bát hương ở đây được làm để đối phó với Hành Gia, mặc dù chưa đến mức độ tinh vi như mộ Thiên Can, Quan La Sát, nhưng có thể dùng đá ong, hoặc chôn mộ nông, hoặc chôn riêng, rất nhiều phương cách để ngăn cản Hành Gia, khiến cho chuyện bốc bát trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng của nã thu về cũng không được bao nhiêu. Trong khi xứ ấy lại có rất nhiều bát hương có giá trị ghê gớm. Cách làm của Lương Gia nếu so với cách làm mộ Thiên Can, Quan La Sát thì dễ làm hơn, nhưng cũng ngăn cản được ít nhiều Hành Gia, tiết kiệm cách làm mộ hơn. Hành Gia không làm ăn được, điều tra ra thì biết điều là do Lương Gia bại mưu cho các nhà giàu ở xứ này. Họ bắt đầu gây sức ép lên Lương Khiết Trì. Khi ấy ông cũng chán ngán cảnh giang hồ lục tỉnh, định bụng khi gom đủ vốn sẽ quay trở lại cố hương là Hồ Nam. Lúc ấy Lương Khiết Trì có một cô con gái là Lương Hải Yến, lo sợ thuộc tống xác dẫn thay chính thống sẽ bị mai một dần. Vì Khiết Trì cho rằng Hải Yến là con gái thì làm sao mà học được. Khiết Trì không cam tâm để thuộc tống xác dẫn thay bị thất truyền. Vì suy ra, nếu so sánh Lương Gia với Hành Gia bốc bát hương thì việc làm của ông còn tích đức gấp bội phần đám Hành Gia kia. Thuật tống xác vẫn hữu ích và giúp đỡ được nhiều người. Nghĩ vậy, Khiết Trì thu nhận 4 người đệ tử. Ban đầu thì gọi là dạy cho cách làm quan tài, kỳ thực là xem có thích hợp để truyền lại cái nghề tống xác dẫn thay hay không. 4 người đó được Khiết Trì dạy riêng mỗi người một thuật khác nhau của thuật tống xác. Sau đó người nào có tính phù hợp sẽ được ông giao cho cái bí kíp còn lại. 4 thuật chú đó là chú, lệnh, kỹ và pháp.
chú là các bài chú khiển thay. Nếu bình thường chỉ đọc riêng chú mà không kết hợp với ba thuật kia thì xác chỉ có thể đứng hoặc ngồi hoặc há miệng ra. Lệnh là vẽ bùa. Bùa tống xác có bùa đóng và bùa mở, dùng cho những lúc dẫn thay hoặc nghỉ tại thay điếm. Kỹ là rèn luyện thân thể, kinh công hoặc nhảy tiếng người, tiếng thú vật dùng để phòng thân. Pháp là điều khiển xác theo ý thầy dẫn xác mong muốn, gồm cách dùng kim, nước hoặc cốt dịch nhục cho thể xác có thể điều khiển được. Bốn thuật này là tuyệt học, vô cùng khó để lĩnh hội, cho nên dù truyền được cho cả trăm người cũng chưa chắc 100 người đó truyền được cho một người đệ tử. Bốn tên mà Khiết Trì thu nhận chính là tên Bình và ba tên đạo sĩ ở đây. Bọn này học chưa tới đâu thì lén Khiết Trì đi dẫn xác, rốt cuộc bị chính quyền Pháp phát hiện ra, truy bắt. Bọn chúng sợ quá đổ hết tội lỗi lên đầu Khiết Trì, bảo ông là kẻ buôn thần bán thánh, truyền bá mê tín dị đoan, còn bảo rằng ông buôn xác để trục lợi. Có một tên quan người Pháp ở chợ lớn hay tin vụ này, đến móc nối với tên Bình, bảo hắn về làm với trướng mình, rồi quy kết Khiết Trì cho tội chết. Cả nhà ông bị tịch thu, Hải Yến chỉ còn Khiết Trì là gia đình. Nay ông bị chết, cô vô cùng đau khổ. Trong lúc dọn nhà, cô tìm thấy quyển Tàn Thay Tông Sách, vốn là ghi chép về những tuyệt kỹ của thuật tống xác dẫn thay, được rút kết bao nhiêu kinh nghiệm từ cả Hồ Trạch và Kim Trạch. Hải Yến quyết tâm báo thù, liền cầm theo quyển bí kíp kia và dùng thất sơn tu luyện 10 năm. Sau đó quyết định tìm ra bọn Bình để mà giết chết cho hả giận. Lại nói về đám người của Bình, được tay quan chợ lớn che chở, mua cho một chức đồn phó Đồng Giang Thuyền Hậu Giang, vốn là con đường quyết mạch. Mục đích thực sự là để dùng chiêu bài dẫn thay của Bình vận chuyển vũ khí và thuốc phiện qua lại. Gã quan kia dù có thế lực, cộng thêm chính quyền Pháp dẫn cho bán thuốc phiện, nhưng chúng đánh thuế quá cao, gã đâu có ngu dại gì mà dính vào cho thiệt thân. Thế là gã mua hàng về, vận chuyển cả súng đạn, thuốc phiện qua mấy cái xác, bằng cách mổ xác ra, môi ruột đi, đặt hàng vào mấy lớp vải dầu chống nước, rồi đặt vào ổ bụng, mai xác lại, dẫn xác lên thuyền qua sông. Cái chuyện buôn lậu ấy, Bình phải che mắt cả đồn trưởng người Pháp ở đây, bằng không sẽ bị khép vào tội, rồi chết già ở trong tù. Kể ra Bình cũng phải giả ngu suốt 16 năm, hắn mới tin dùng Bình. Khi thấy thời cơ thích hợp, Bình bắt đầu báo cho tên quan ở chợ lớn để bắt đầu chuyển hàng cấm. Hải Yến cũng lên cồn này vào buổi trưa, đúng lúc gặp nhóm của Hồng Quán, thấy mùi âm phận tỏa ra từ quần áo hơi thở. Đoán chừng nhóm này cũng là người kiếm cơm trên mộ mã của kẻ khác, không biết có chung nhóm với cái đám của Bình hay không, cho nên lén theo dõi để mà biết đường đối phó. Do sử dụng thuật kỹ của dẫn xác, điều hòa hơi thở, bước chân nhẹ như mèo, thân thủ nhanh như sóc, nên cả nhóm chỉ có mỗi Bảo An là nhận ra được. Bản thân Hải Yến cũng thấy được Bảo An không phải là một con bé bình thường, nhưng không đoán được thân xác đó là của một cây bần trăm tuổi và một con mèo có tu vi 180 tuổi. Tối nay Hải Yến biết bọn chúng sẽ cử xác dậy để dẫn thay trước khi hết giờ tuất. Cô đợi bọn chúng chuẩn bị sẵn sàng hết rồi mới hành động, mục đích là để bọn chúng không kịp trở tay. Chuyến hàng này mà trễ chắc chắn sẽ đánh động đến đồn Pháp, khi đó Hải Yến sẽ làm lộ bí mật về thay điếm này ra, sau đó giết tên Bệnh báo thù cũng chưa muộn. Hồng Quán nghe xong, tự giới thiệu bản thân và tư lĩnh là người của Hành gia, Phúc Nguyên là huynh đệ mới quen. Chuyện ân quán giữa Hành gia và Lương Kiết Trị, Quán lấy làm tiếc vô cùng, chỉ xin Hải Yến bỏ qua chuyện xưa, giúp Hồng Quán giải thoát Hải Tăng Tử, rồi hẳn giải quyết cái đám đạo sĩ bất lương này sau. Hải Yến thấy Hồng Quán nói năng đỉnh đạt, là người có nghĩa khí, cũng tỏ vẻ cảm phục, đồng ý giúp bọn của Quán cứu Hải Tăng Tử và Bảo An. Khi biết được chuyện thân xác trăm tuổi của Hải Tăng Tử có thể chứa được hồn phách của Bảo An, Hải Yến rất bất ngờ, cho rằng bản thân Hải Tăng Tử có thể còn ẩn chứa những quyền cơ bên trong. Phúc Nguyên hỏi: "Nè, tình hình bây giờ nên làm thế nào đây? Có khi đến giờ mà chưa thấy hai tên này đâu, tên Bình sẽ sinh nghi, hắn kéo quân đi lùng, khi đó lại khổ thêm." "Ờ, sao phải sợ? Nhờ cô em đây dẫn thay hết cái đám xác này ra quậy cái đồn đó một trận là được thôi chứ gì." Hồng Quán lại lên tiếng: "Cái chính
là không để bọn chúng phát hiện ra quá sớm. Giá mà tôi còn thiết bút thì có thể hữu ích vào lúc này. Nó là cái gì vậy mà nghe nói có vẻ lợi hại quá? Ông quán trả lời: đó là pháp bảo của hành gia bọn tôi. Ban trưa lúc vào phòng của tinh bình, tôi để ở trong đó. Sau đó cứ tưởng bảo an đi lạc, lúc chạy ra vô ý không có cầm theo. Không biết hiện giờ tinh bình đã để ở đâu rồi. À, buổi trưa tôi cứ tưởng các anh là người chung phe với tinh bình, nên có theo dõi một chút, định tìm hiểu thêm. Lúc đó tôi thấy tinh bình có đem theo một cái túi vải dứt ở phía sau phòng của hắn đó, cùng với một cây tre dài dài nữa. Không biết đó là cái gì, có thể là của anh sao? Hồng Quán nghe miêu tả như vậy thì biết là thiết bút và tỏa sơn tiên vẫn còn, tỏ vẻ mừng rỡ, không lo bị mất pháp bảo trấn môn nữa. Bốn người bắt đầu chậm lại để lên kế hoạch. Tư lệnh nói: đập bọn chó này thì dễ, nhưng mà làm cho chúng bị bọn Phú Lan Sa kia chĩa súng vào thì mới thú vị. Coi có cách nào hay hay để chơi nó hay không đây. Phúc Nguyên ngẫm nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng: có cách này, mà không biết là Lương tiểu thư có chịu làm hay không mà thôi. Chỉ cần trừng phạt được bọn chúng thậm tệ nhất, báo thù cho phụ thân, Yến tôi điều gì cũng dám làm cả. Phúc Nguyên gật đầu, sau đó trình bày một kế hoạch. Hồng Quán nghe xong thì liền gật gù: có gan làm giàu, dù gì bọn này ở đây cũng chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cả. Nói rồi cả bốn người chia nhau ra hành sự. Tại bến bắc cầu Mỹ Phước, lúc này đã giữa giờ Tuất, tên đạo sĩ còn lại không thấy hai tên đàn em đâu, bụng đang lo sốt gió. Gần cuối giờ chúng mới ra, thế nào cũng sẽ dính con nước. Nước lên cao, thuyền qua sông chậm, lại trễ giờ nhận hàng ở bên bến Trà Vinh thì lại bị ăn chửi như tát nước. Hắn chửi thầm trong bụng, lát nữa hai tên kia đến, thế nào cũng cho dại cái bạt tai mới hả giận được. Đây là nơi bọn chúng chọn để làm nghi thức đảo trụ, làm cho hải tăng tử hiện nguyên hình ra. Nghi thức đảo trụ vô cùng phức tạp, ba tên đạo sĩ thúi này vốn sở học quyền thuật chẳng có, chỉ toàn nghe ngóng học lén học chui, dĩ nhiên cách làm chưa đúng, dẫn đến chuyện dù làm lễ từ trưa đến tối vẫn chẳng thể làm cho hải tăng tử hiện ra được nguyên hình, là một cây bần bé con. Đảo trụ hiểu nôm na là để thân xác bên ngoài của yêu tinh vào một không gian quen thuộc, nhưng lại bị bao phủ bởi bùa chú, sau đó tụng niệm cho yêu tinh bị đồng hóa trở lại nguyên hình vốn có. Trường hợp của hải tăng tử thì bị trói và quấn che mắt bằng vải đỏ, viết chú hàng yêu, ngâm nửa thân mình trong nước, phần thân được đặt trong một cái chum nhỏ, đóng vai trò như một cái chậu cây. Tiếp theo là người khiển lễ phải làm lễ thỉnh thần Phật trấn áp yêu tinh, đẩy phần xác ra khỏi phần hồn, cho chúng hiện nguyên hình ra. Đó là cách hiểu đại khái, cách làm lại phức tạp vô cùng, còn tùy theo đạo hạnh của người cử lễ, rất khó để trình bày cho tường tận. Sở dĩ bảo an trong cái thân xác hải tăng tử lúc này không hiện nguyên hình ra được, có thể là do bên trong có đến hai linh hồn, nên các bài chú hàng yêu chưa đủ linh lực trấn áp, hay là do đạo hạnh của tên đạo sĩ đang cử lễ chẳng ra gì. Thế nên điều hắn làm được duy nhất là làm cho hải tăng tử bất tỉnh, nằm gục suốt từ trưa tới giờ. Hắn cũng mặc kệ con bé không hiện nguyên hình ra, lát nữa đoàn thay đi qua cứ quăng con bé vào là xong. Sở dĩ tên Bình xin phép được đồn trưởng cho ba tên này lên cồn Mỹ Phước cũng chỉ là để giải quyết cái đống xác dân làng đang thối rữa do dịch bệnh từ nước uống mà thôi. Đồn trưởng thấy có người giải quyết được cục lùm xùm mà cái đồn của hắn tạo nên thì đồng ý ngay, cùng lắm thì quy giả hết tội trạng cho Bình là xong. Mà Bình hiện giờ là người của chính quyền, nếu như gã bị cái gì, cách giải quyết dễ nhất là đổ lên đầu ba tên đạo sĩ đàn em là xong. Ngu tầm ngu, mã tầm mã, bọn chúng khi xưa đối xử với kiết trì cùng một cuộc, nên chuyện quả báo chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Có điều đó chính là suy tính của gã Bình thôi, ba tên đạo sĩ kia vẫn tuyệt nhiên chẳng hề hay biết.
thậm chí ban trưa, khi biết được rằng hải tăng tử có thể đem lên chợ lớn đổi cho thần tài, lấy tiền muôn bạc dạng, Bình đã dự tính đến trường hợp độc chiếm toàn bộ số của cải trên trời rơi xuống đó, mà ba tên đàn em đâu nào có hay. Lòng người không đáng sợ, thử hỏi cái gì mới đáng sợ đây? Chẳng phải từ xa xưa cho đến bây giờ, bao nhiêu bi kịch của loài người đều chỉ có hai loại người là tốt và xấu đó sao? Tên đạo sĩ canh ở bến sông, nhìn nước dâng lên cuồn cuộn mà ngao ngán. Đêm nay trời lại có gió lớn, ít sao, trăng bị mây che. Hắn nhìn dòng nước đen ngòm đang cuồn cuộn chảy, mà trong lòng không khỏi dâng lên một dự cảm bất an. Có một chuyện mà tên Bình không tin, và cho là ba tên đạo sĩ làm việc mê tín riết rồi lú lẫn, đó là việc cho cá ăn. Kỳ thực mỗi lần dẫn thay lên thuyền qua bờ sông Hậu bên kia vào lúc nửa đêm, lần nào cũng cứ đến giữa sông, thuyền đều bị cái thứ gì đó đụng vào đáy. May là thuyền to, chứ nếu nhỏ như xuồng ba lá, có khi bọn hắn đã làm mồi cho cá từ lâu rồi. Riêng trong chuyện này thì làm mồi cho cá theo đúng nghĩa đen. Từ thổi xa xưa, lưu dân vào khai quang mở cõi ở xứ Nam Kỳ Lục Tỉnh đã bị choáng ngợp với hai dòng sông là Tiền Giang và Hậu Giang. Sông rộng lớn cả ngàn thước, sâu hơn chục thước, nước cuồn cuộn chảy quanh năm. Lũ về thì nước trắng xóa cả ruộng đồng, bên dưới lớp nước đục ngầu đó, cá tôm nhiều vô kể. Sâu bên dưới nữa thì thử hỏi làm sao không có những quái ngư bá chủ ở mỗi khúc sông. Ba tên đạo sĩ này trong chuyến đi đầu tiên đã tái xanh mặt mày khi gặp một thứ như vậy. Hắn vẫn nhớ như in, đêm ấy là tầm giờ tuất, hai tên kia cử sát, một trước một sau, trước cầm phướng trung chuông, sau bê chậu hát nước, vô cùng bài bản điệu nghệ. Toạt đầu thì gã đồn trưởng còn ra đứng ngó, xem coi đám thầy bùa này làm ăn liệu có hiệu quả hay không. Về sau bị thuyết phục và thấy sợ hãi nên không ra xem nữa. Nếu không vì mấy cái tạp kỹ xỏ đòn gánh vào xác lừa đảo mà tên Bình học lớn được lúc lương sư phụ trình bày về các loại hình tống xác dẫn thay, thì làm sao mà qua mắt nổi cái tên người Pháp kia. Tên Bình hẳn nhiên chẳng biết chút gì về thuật tống xác dẫn thay chính hiệu cả. Thấy quan Pháp trố mắt ra nhìn thì bắt đầu mờ mép tép nhảy, năm mười bốc phét đủ thứ trình độ của ba tên đạo sĩ kia. Nào là đạo hạnh cao như mây, tài năng dài như gió, nhốt nắng nuốt mưa, đỉnh thiên lập địa, khiến cho gã người Pháp vốn chẳng hiểu gì về quyền thuật đông phương này thì nay càng thêm u mê mê như dịch nghe sấm, chỉ ậm ừ cho qua. Ba tên đạo sĩ thấy lựa được người thì vui lắm, hăng hái dẫn xác lên thuyền, sắp đặt vị trí rồi căng bườm, đẩy mái chèo chậm chậm hướng về bờ bên kia. Đêm ấy trời không có gió, nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo một cách lạ thường. Trên cao, mây cũng đụng lại thành từng lớp như thành cao, che hết ánh trăng sao quyền ảo. Mặt sông nổi lên một lớp sương khối mờ mờ, sóng không đánh mạnh mà hiền hòa đến kỳ lạ. Ba tên đạo sĩ vừa hút thuốc vừa cười, cho rằng ngay cả thiên nhiên cũng sợ uy của chúng mà làm cho mọi thứ trở nên thuận lợi để tống xác dẫn thay hơn. Thử hỏi giữa đêm lạnh lẽo lại chẳng có ánh sáng tỏ tượng, có hơi sương bao phủ, trời mờ đất lạnh như vậy mà nhìn thấy cả đoạn xác người đi như thế này, lại chẳng sợ mà chạy mất dép hay sao? Và đó là trọng yếu của thuật tống xác dẫn thay mà kẻ lừa đảo hay dùng, luôn cố tỏ ra quyền bí ma quái, chủ yếu là dọa cho người ta sợ không dám tới gần. Đến gần thì lại phát hiện ra được cây sào tre với mấy thứ súng đạn giấu trong bụng xác thì phải làm sao? Một tên đứng ở đầu mũi thuyền, hai tên đứng sau cầm lái, đẩy nhẹ mái chèo. Do nước sông không chảy mạnh, cho nên tên cầm lái không cần chèo kéo ngược dòng mà đi tương đối thẳng. Còn nếu như trường hợp gặp nước chảy mạnh thì sẽ chỉnh lại bườm và đẩy mái chèo cho thuyền đi chết lên hướng đông rất nhiều. Đến khi qua bờ bên kia, hoặc chỉ cần qua quá giữa sông thì bắt đầu thả trôi thuyền là sẽ vừa tới nơi. Chỉ cần kết hợp điều chỉnh mái chèo một tí là ổn thôi. Thuyền đang đi ngon trớn thì bỗng dưng va phải đá ngầm, nghe rầm lên một tiếng, thuyền như bị đội lên, tưởng như bị nâng khỏi mặt nước.
Tên đứng ở đầu mũi hốt hoảng kêu lên: Mẹ nó, đã ngầm hay cái gì vậy? Tên cầm lái lắc đầu: Ở giữa sông này làm gì có đa ngầm chứ. Sông Hậu này thường sâu hơn 8 thước, đáy sông toàn là bùn đất thì làm sao có đá ngầm được. Tên đứng đầu mũi thấy vậy mới định đưa đầu ra khỏi mạn thuyền để nhìn xuống sông. Không gian đang im lặng, đột nhiên tiếng nổi bọt, tiếng thở phì phò vang lên sát bên, nghe như sấm, khiến cho cả ba tên đều lông tóc dựng ngược hết cả lên. Ở sông lớn và sâu như thế này, làm gì có con vật nào mà thở ra tiếng như vậy, trừ phi là cá thành tinh. Nhắc đến cá, ở sông Hậu này thiếu gì loài cá khổng lồ. Không biết chừng chúng đã sống được bao nhiêu năm, có khi còn biết nói chuyện nữa cũng không chừng. Cá đoạn từ đầu nguồn sông Hậu, tức là sông Mekong, khi đến gần biên giới Việt Cam thì chia ra thành Tiền Giang và Hậu Giang. Đoạn còn hợp chung ở Cam còn được gọi là Ba Thắt. Tới đoạn đó thì từ cá dồ cờ, cá đuối sông, cá tra dầu, con nào con nấy nặng 200-300 kg là thượng, dài đến 2-3-4 thước. Hàm răng của chúng đều đã sống đến mức như vậy thì trông qua chẳng khác gì quái thú, cũng nhọn và tua tủa. Tin đồn cá ăn con nít không phải là hiếm đâu. Cả ba tên không ai nói với ai, đang rung lên cầm cập vì sợ. Chẳng ai dám lú đầu ra xem cái thứ gì bên dưới dòng nước kia. Thuyền không ai chèo nên cũng đứng sững lại, chỉ trôi chậm chậm theo dòng nước. Thì đột nhiên có thứ gì đó hút vào mạn thuyền, khiến cho cái thuyền nghiêng về một bên còn lại. Thuyền nghiêng là mọi thứ chao đảo. Ba tên đạo sĩ may mắn chụp được vào thành tàu, không thì cũng văng xuống sông rồi. Một tên kêu lên: Nè, coi chừng mấy cái xác. Thì ra do thuyền nghiêng đột ngột làm cho mấy cái xác nối vào xào tre không kỹ, liền mất thăng bằng, trôi tõm xuống sông. Và tức thì từ dưới nước phi lên một cái đầu trơn nhẵn, hai cặp mắt đỏ lồm, miệng nó to như một cái cống đen xì, hôi hám vô cùng. Xác chưa kịp chìm xuống sông thì cái thứ đó lao lên, đớp một cái đứt lìa cái xác ra làm đôi. Dịch xác chảy ra lênh láng trên khắp mặt nước, kéo theo 2-3 cái đầu khổng lồ cũng lao đến, cùng nhau xâu xé cái xác còn lại. Trong cảnh tượng vô cùng kinh hãi, ba tên đạo sĩ kia sợ quá đái trong quần, không đứng nổi nữa. Chỉ có tên đứng đầu mũi là vừa kêu vừa run: Nè, chèo, chèo nhanh đi, chết cả nút bây giờ, cá hồ sông đó. Cá hồ là họ với cá chép. Cá hồ sông Hậu và sông Tiền đều sống sâu, ít hoạt động ban ngày, chủ yếu là săn mồi kiếm ăn về ban đêm. Dãy đen tuyền cứng chắc, mắt to tròn đục ngầu, miệng rộng, đuôi khỏe, là nỗi ám ảnh của dân chạy lưới khi vô tình quăng lưới vào con cá hô. Nhẹ thì bị cá quậy cho đứt lưới, hai là bị kéo theo xuống sông. Cá hô to lớn dị thường, lại ăn tạp, có tin đồn là trẻ nhỏ tắm sông vẫn hay bị chúng nhầm là cá nhỏ khác, một phát cắn thì thân xác đứt lìa, nguy hiểm vô cùng. Bầy cá hô đang quay xung quanh cái thuyền chở xác, mỗi con dễ phải dài hơn 5 thước, một đớp là nuốt gọn thân người. Chúng sống lâu năm, có linh tính, cảm nhận được âm khí từ thuyền chở xác nên kéo đến kiếm ăn. Cũng may lần đó hai tên phía sau lái sợ quá, nhưng chúng vẫn hiểu được là phải chèo ngay ra khỏi chỗ này, vậy nên cả bọn mới an toàn qua được khúc sông. Có điều phải quăng thêm mấy cái xác xuống nữa để bọn chúng lo dành ăn mà quên đi cái thuyền chở thay. Lần đó chúng phải giải thích mãi mà đám buôn súng và thuốc phiện ở bên đầu bến Trà Vinh vẫn không chịu hiểu là làm gì có loại quái ngư cá hô dài hơn 5 thước hung tợn như vậy cho được, lại còn cười tên đái trong quần kia, khiến cho bọn chúng xấu hổ thiếu điệu chui xuống lỗ chết cho rồi. Đến lúc giao xác rồi, chúng phải đợi tới khi trời sáng mới dám bơi cật lực trở về. Về đến lại bị Bình chửi mắng thậm tệ vì làm thiếu xác dẫn đến thiếu hàng. Bọn chúng có nói như thế nào về đám cá, Bình cũng không tin. Thế là từ đó về sau, mỗi đợt tống xác dẫn thay qua sông về đêm, bọn chúng đều đem dư theo 4-5 cái xác để nuôi đám cá thành tinh đó, coi như là đồ cúng, triết thành thông lệ. Tính đến nay cũng đã được mấy năm rồi, đêm nào có tống xác, bọn chúng đều bơi ra giữa sông
rồi ném mấy cái xác sang một bên cho cá đớp thì thuyền mới yên ổn mà đi qua được. Chưa một lần sai khác, quả chăng có mấy lần nước sông rộng thấp thì không thấy cá lên ăn, còn khi nước lớn thì thế nào cũng có chúng. Số xác ấy chúng kiếm ở đâu ra Bình cũng chẳng biết, chuyện thất đức ở đâu mà chẳng như nhau chứ. Trở lại tình hình tại bến sông, tên đạo sĩ hút thuốc muốn nắm cả râu, mãi chưa thấy hai tên cử sát đến. Trong khi giờ tuất sắp qua, nước sông lại đang lên cao, không đi sớm thì lại tốn thêm xác nuôi cá mà thôi. Thì bỗng đâu hắn nghe tiếng súng nổ vọng về từ phía cái đồn lính. Tiếng súng ngày càng trát, bắn liên tục, dồn dập, lại có cả lựu đạn. Hắn khó hiểu, chẳng lẽ đồn bị nghĩa quân đánh úp hay sao? Hắn cứ mặc kệ, nghĩa quân sức chẳng có bao nhiêu, đánh được một chút thì lại nghỉ mà thôi. Thì bỗng dưng hắn nghe tiếng Thinh Bình nói vọng ra: "Thằng ngu, mày đứng đó làm cái gì? Bọn hồi sáng là người của Hành gia đó, chúng đang quậy cái nhà xác kìa, chạy lại tiếp nhanh lên." Tên này còn đang hút thuốc, thấy bóng dáng của Bình thấp thoáng thì ngơ ngác hỏi là: Còn con yêu tinh này thì sao đây đại ca? Để mặc nó đi, bên đây quan trọng hơn có thằng ngu." Tên kia sợ quai của Bình một phép, liền lật đật chạy theo. Hắn thấy bóng dáng của Bình trước mặt, chạy đến gần đồn lính thì nghe khắp nơi là tiếng gạo thét. Hắn ngỡ ngàng trước cảnh tượng mấy chục cái xác chết đang vây chặt lấy đồn lính, không tấn công mà cứ nhảy qua nhảy lại. Đặc biệt là trong đó có cả hai tên đàn em của hắn cũng đã bị biến thành thây ma. Trước mặt hắn, Bình đang chỉ huy đám lính cầm súng bắn vào mấy cái xác. Tên đạo sĩ thấy vậy thì ngỡ ngàng, hét lên hỏi: "Đại ca, chuyện là sao vậy?" Bình bất ngờ quay sang, đám lính cũng nhìn Bình. Tại sao cái tên kia gọi Bình là đại ca chứ? Bình ngớ người, lắp bắp: Cái thằng kia, mày ở đây làm gì?" Tên này vẫn chưa hiểu ra cái gì, đến gần Bình thì bị hắn bắn cho mấy phát, gục xuống chết tươi. Bình thì vẻ mặt tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng vô cùng tức giận. Ai ngờ bị trúng kế của nhóm người Hồng Quán rồi. Và kế của Phúc Nguyên là Hải Yến khiển thay tấn công vào trại lính. Trong đám thay có cả hai tên đạo sĩ, chỉ cần tấn công ở vòng ngoài, đám lính bên trong bị kích động sẽ bắn trả ra. Khi ấy không cần tấn công, chỉ câu giờ là được. Cùng lúc đó, Hải Yến sẽ đi cùng với Phúc Quyên, giả làm Bình, đứng trong bóng tối để kêu tên đứng canh ở bến sông quay trở lại đồn. Tên này khi quay về đồn, Bình không thể nào thông báo rõ tình hình cho hắn biết được, vì làm như vậy sẽ lộ ra bọn chúng là một phe. Về phần tên đạo sĩ, hắn cũng có thể thấy hoặc không thấy hai đứa đàn em của mình đã bị biến thành thây sống và đang tấn công trại lính. Bây giờ chỉ cần hắn tiếp cận Bình, Bình sẽ không ngần ngại giết hắn để mà bịt đầu mối. Khi đó ở bến sông sẽ không có ai trông coi, tư lệnh sẽ cướp một chiếc xuồng, trong khi Hồng Quán lại đi tìm Thiết Bút và Tỏa Sơn Tiên. Sau đó cả nhóm hội tụ lại chỗ bến sông, tư lệnh đến trước sẽ giải cứu Hải Tăng Tử ra khỏi lễ đảo trụ kia. Bình lúc này nhận ra thì đã quá muộn, lập tức chỉ huy một đội lính vòng qua bến sông để ngăn cản. Ai ngờ khi đến nơi thì thấy nhóm của Hồng Quán đã thoát đi được. Hắn tức tốc chạy về, nạp nhiên liệu cho thuyền, rồi mới đuổi theo. Các thuyền, xuồng máy ở đồn này trong máy đều không có, hoặc là có rất ít dầu. Bình biết như vậy cho nên tàu của nhóm Quán chẳng thể nào đi qua đến được bờ bên kia. Sai lính nhanh chóng đuổi theo, chẳng mạng cho ba tên đàn em vừa bị chết thảm. Bình cũng chẳng quan tâm làm gì, lúc này chỉ ham muốn bắt lại được Hải Tăng Tử. Dễ gì bỏ được cơ hội đổi đời như vậy chứ. Kế hoạch của Phúc Nguyên đề ra được tiến hành trơn tru. Bản lĩnh Hải Yến, con gái lương gia quả không hổ danh là thầy dẫn sát chánh tông. Một tràng bùa khiển thay, cùng lúc nhập chú truyền linh lực qua bùa, khiển một lần hơn 40 cái thay, vô cùng uyển chuyển, khiến cho ba người tư lĩnh Phúc Nguyên và Hồng Quán không khỏi ngã mũ thán phục. Hồng Quán theo lời Hải Yến chỉ dẫn, cũng tìm được cái túi đồ mà Bình dứt lại. Đó là do nhãn quan của hắn không khó, làm sao mà nhìn ra được trước mắt là Tỏa Sơn Tiên và Thiết Bút lừng danh của Hành gia Lục Tỉnh. Nhờ vậy mà Hồng Quán không mất đi cái vật quý, bằng không cả đời chưa hết hối tiếc. Về phần tư lĩnh,
Chuyện đột nhập ăn trộm đồ thì có gì xa lạ với hắn ta nữa. Nhân lúc trại lính đang nháo nhào về chuyện xác sống tấn công, tên nào cũng sợ quắn cả đít lên, vội cầm súng chạy ra bắn cho có, bắn theo lệnh, chứ tên nào cũng run tay nhắm mắt. Tư lĩnh mới tận dụng thời cơ, bơi sát mé nước, nhảy lên một cái xuồng máy, quay máy xong chạy đi, khiến cho đám lính ở bến còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì xuồng đã chạy một dẹo, rẽ vào đám bận, mất hút đi rồi. Tại đây, lão chạy dọc theo bến, để ý thì thấy được Hải Tang Tử, vội tấp xuồng vào trong, đưa con bé ra khỏi thế đảo trụ. Mặc dù nó vẫn còn đang mê man, nhưng tư lĩnh biết rằng như vậy cũng ổn, không sao cả. Lão đặt nó lên xuồng, vừa lúc ba người kia cũng vừa tới, ai cũng đã hoàn thành phần việc của mình. Các bọn cứ dậy chạy qua bờ bên kia. Ai ngờ, chạy đến giữa sông thì hết dầu, xuồng đứng sững lại. Phía sau thì thấy thuyền của Bình đang băng băng lao tới. Tư lĩnh tức mình, đập tay vào máy dầu chửi: Con mẹ đó, cứ tưởng thoát rồi, ai ngờ bây giờ không lẽ nhảy xuống sông sao? Không được, cứ xem tình hình như thế nào đã. Bây giờ nhảy xuống sông thì khác nào nạp mạng cho Hà Bá chứ. Phúc Nguyên nói: Không thể nói chuyện phải quấy với cái tên này được đâu. Hồng Quán gật đầu: Tôi hiểu, nếu mà tình hình không ổn, tôi sẽ tung thiết bút ra đoạt mạng hắn trước, hai người lo cướp thuyền, chỉ có cách đó thôi. Quả như lời Hồng Quán nói, nước sông đang dâng lên cuồn cuộn, lại chảy tương đối mạnh, nhảy xuống lúc này 10 phần 9 phần chết. Quả là không khôn ngoan chút nào. Cho nên Hồng Quán có ý định hòa quản với Tinh Bình để tìm một phương kế khác, được tới đâu thì hay tới đó. Tinh Bình khoái chí cười lên sặc sụa, tay cầm khẩu súng ngắn mà hét lên: Còn không mau giao con bé kia ra đây cho tao, cái lũ ngu này. Hồng Quán chưa kịp trả lời thì xung quanh bỗng trở nên lạnh ngắt, mây đụng lại thành lớp cao che đi mặt trăng. Nước đang chảy xiết thì đột nhiên bốc lên một lớp sương mỏng, bọt nổi lên dày đặc. Bình giật mình, hắn nhìn thấy cái cảnh này khá giống với những gì mà ba tên kia đã mô tả. Trên xuồng, Hải Yến hạ giọng, lộ ra vẻ lo sợ, nhắc nhở ba người kia: Nè, đừng có nhìn xuống nước. Phần 14: Tán mộ thư, loạn 81 mộ. Hải Yến hai tay bám chặt cho thành xuồng máy, miệng mấp máy nói, cố làm cho giọng trầm nhất có thể, lên tiếng rằng: Đừng nhìn xuống nước, ai có đồ gì chứa âm khí hay không, ném qua thuyền của Tinh Bịch ngay đi. Tư lĩnh biết Hải Yến đã nói như vậy thì ắt hẳn dưới nước có điều gì đó bất thường, tò mò liền hỏi: Rốt cuộc có thứ gì hay sao? Hà Bá của sông Hậu, quái ngư cá hô, không đùa với chúng được đâu. Cái thuyền này không chịu nổi một cái quật đuôi của chúng. Theo tình hình này á, có khi chúng đã kéo đến cả đàn rồi đó. Thuyền Tinh Bình đang chạy đến ngon trớn thì bỗng dưng cũng bị khựng lại. Ban đầu hắn không giấu được vẻ mặt đắc thắng, cứ nghĩ rằng phen này ẩm trọn được khối vàng là con bé yêu tinh cây bận, cười lên với giọng điệu hết sức khó nghe. Khi thuyền dừng lại, cộng với quang cảnh xung quanh làm cho Bình nhớ đến lời kể của ba tay đàn em mỗi đêm tống xác qua sông Hậu. Chúng đều nói lại rằng gặp một đàn cá hô lớn dị thường. Xem lại thì quả đúng đêm nay mây cao, trăng khuất, lạnh lẽo mù sương, lại có bọt nước sôi ùng ục. Đặc biệt là xung quanh trở nên im lặng đến đáng sợ. Thường thì trước những cơn giông bão, trời quang mây, cũng như trước những nguy hiểm ập đến, mọi thứ tỏ vẻ bình thường đến đáng ngờ. Bình quay sang hỏi tên lính: Thuyền bị gì vậy? Sao đứng lại rồi? Tên này thưa rằng không biết, mới hét vào tên thợ máy ở bên trong. Tên này nói rằng chân dịch có lẽ quấn phải bụi cây cho nên không quay được, làm cho thuyền đứng lại. Bình nhìn xuống mặt nước, ngờ ngợ rằng có điều gì đó bất tường. Nhưng xuồng máy của đám người Học Quán ở trước mặt, hơn 20-30 thước thôi, đang bị hết dầu. Cơ hội bắt được Hải Tang Tử đã hiện rõ trước mặt, làm sao hắn chịu để sống như vậy được. Mới lệnh cho tên thợ máy lặn xuống gỡ cái thứ đang vướng vào chân dịch kia,
bằng không sẽ ăn một phát đạn vào đầu. Tên kia sợ quá, dạ một tiếng rồi cởi đồ, nhảy xuống sông. Sông Hậu rộng mênh mông, gió thổi nhẹ cũng có thể tạo sóng to làm cho thuyền chao đảo. Ra giữa sông vào đêm trăng sáng, nhìn tứ bề không thấy được bờ, thấy nhà chỉ toàn là một màu đen đặc. Người đi sông nước nhiều có kinh nghiệm, nếu như trời sáng thì căng theo sao mà chạy, trời tối mù mịt thì căng theo kinh nghiệm để ước lượng tốc độ chảy của dòng nước, hướng nước bằng cách buộc một vật nổi thả trôi, sau đó đếm nhẩm trong đầu. Dùng cách này thì nếu vẫn muốn vượt sông trong lúc mịt mù màn đêm thì vẫn được, vì sông nào cũng đều tuân theo một số quy luật nhất định. Nói nôm na thì trọng thì bò, cổ cò thì chạy. Nghĩa là nếu khúc sông rộng thì nước chảy chậm, sông hẹp lại thì nước chảy nhanh. Sông rộng mà chảy nhanh thì có ngầm, sông hẹp mà chảy chậm thì có cồn. Tất cả đều được đúc kết qua trăm năm chinh phục sông nước. Còn ví dụ những người thường xuyên qua lại khúc sông nào đó cố định, linh cảm được tạo ra có thể thoải mái mà nói rằng dù có nhắm mắt, họ vẫn vượt sông trong đêm được. Trong lúc tên Bình đang quát tháo đám lính tìm cách nào để chạy lại được thuyền, thì bên phía xuồng máy, nhóm của Hồng Quán cũng đang hết sức lo ngại về những gì mà Hải Yến nói. Cho nên ai cũng ngồi im thinh thích, không dám cử động mạnh, sợ đánh động đến đám thủy quái đang lượn lờ ở bên dưới. Hồng Quán hỏi: "Ờ, đồ dính âm khí, ý cô là sao chứ?" Hải Yến giải thích: "Cá hô tuy là loài vật ăn tạp, nhưng dù sao chúng cũng chỉ là một con vật. Thân hình có khổng lồ đi chăng nữa thì não vẫn rất nhỏ bé, làm sao từ loài cá bình thường mà dám hung hăng tấn công cả tàu thuyền, hoặc lại nổi lên lượn lờ xung quanh như bây giờ." Hải Yến cho rằng ba tên đạo sĩ thúi kia, trong những lần tống xác trước đây, đã tạo ra một thói quen cho chúng là cứ thấy thuyền ra là sẽ có ăn. Đám cá thấy vậy cho nên ngay lúc thuyền cận lại, lập tức bơi vây xung quanh, đợi được cho ăn. Hải Yến nói tiếp: "Ở trên thuyền của đám đạo sĩ thúi kia thì có thứ gì cho đám cá hô khổng lồ ăn tạp này no bụng được chứ, ngoài mấy cái xác người đâu." Vậy là ba tên này dứt xác xuống. Đám cá ăn xác người lâu dần thì nhiễm âm khí rất mạnh, trở thành loài quái ngư và bắt đầu có yêu tính. Nếu lát nữa không có thứ gì bỏ bụng thì thứ chúng ăn là đám người đang lững lờ ở trên sông này đây. Nhưng Hải Yến nói đúng một phần, đó là cô đã suy đoán được lý do tại sao đám cá này hành động lạ thường như vậy. Nghĩa là cứ thấy thuyền ra đến vào lúc nửa đêm thì cho rằng sẽ được ăn. Nhưng có một điều Hải Yến không biết rằng, trong lần đầu tiên ba tên đạo sĩ đi tống xác, chúng cũng đã bị đàn cá quay lại như vậy. Đằng sau liệu có uẩn khúc gì hay không? Hồng Quán nghe Hải Yến nói xong, hít một hơi thật mạnh. Phúc Nguyên cũng làm tương tự. Cả hai sau đó nhìn nhau, đều tỏ vẻ sợ hãi về thứ gì đó ở bên dưới. Phúc Nguyên nói: "Ờ, không phải hơi nước, là yêu khí đó." Hồng Quán gật đầu, tay đã cầm sẵn thiết bút lên, vào tư thế sẵn sàng. Anh nói: "Ừ, đúng vậy. Trong đám quái ngư này, ắt hẳn là có con đã tu thành yêu tinh rồi. Đúng là tuyệt đối không được nhìn xuống nước. Với lại có thứ gì có âm khí, để còn ném qua bên kia dụ đám quái ngư tấn công qua bên đó hay không?" Tư Lĩnh chợt nghĩ ra cái gì đó, liền nói ngay: "Ai, không có ổn đâu nhị ca. Hiện giờ xuồng của chúng ta đã hết dầu rồi, mà bây giờ còn dẫn dụ đám cá qua bên đó. Lỡ như thuyền của chúng bị hư luôn thì làm sao qua bờ bên kia đây? Chưa kể nếu như chọc điên lũ cá đó, chúng đập luôn chúng ta thì chết. Bà mẹ nó, đám này mà lên bờ để bắt nhậu không chờ một con nào. Nhưng mà đang ở giữa sông thế này thì tụi nó là ông bà của mình rồi. Vậy ca coi có phải không?" Tư Lĩnh nói xong, tức thì cả Hồng Quán, Hải Yến cùng với Phúc Nguyên đều quay sang nhìn lão Trân Trân, ánh mắt lộ vẻ bất ngờ. Hải Tăng Tử với Bảo An mà không bất tỉnh, có khi cũng nhìn lão như vậy thôi. Bình thường Tư Lĩnh ít nói, mà nói ra toàn là những việc người khác đã biết rồi. Ai ngờ lần này đưa ra nhận xét bất ngờ. Lời Tư Lĩnh nói hoàn toàn chính xác. Nếu trong tình cảnh đó mà Hồng Quán dẫn dụ đám cá qua bên kia, khác nào tự triệt tiêu đường lui của mình. Bởi vậy mới nói, dù là lăn lộn giang hồ hay sống bình thường ở trên đời, cho nên lúc nào cũng nghĩ đẩy được khó khăn qua cho người khác gánh thì cho rằng mình sẽ nhẹ đi. Kỳ thật không đơn giản như vậy đâu. Hồng Quán nói: "Ờ, em nói đúng lắm. Em không nhắc thì xong cả bọn rồi.
Bây giờ phải gấp rút đưa ra cách ứng phó. Tên bệnh kia đang sửa thuyền, chốc lát là xong á thì mình cũng tôn mà thôi. Phúc Nguyên nhìn thấy tấm ván lót của xuồng còn hai cây dầm, nhưng hiện giờ có chèo thì cũng vô dụng, càng đánh động thì càng không hay. Tình hình hiện giờ trước sau đều có địch, tiến lùi cũng hiểm nguy. Phúc Nguyên hành tẩu giang hồ, thứ anh tự tin nhất không phải là thân thủ cao cường, võ nghệ tuyệt hảo, mà là sự bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo. Phúc Nguyên xem xét tình hình rồi mới nói: "Nè, tên Bình đang muốn bắt Hải Tăng Tử. Với độ quý giá của yêu tình mộc ở trên đời á, cộng thêm thế lực của kẻ muốn mua, tên Bình không dám để khinh suất đâu. Nhìn xem, thuyền của hắn làm từ sắt thép, tuy không to nhưng mà vững chãi, có thể cầm cự ít lâu với đám ca này. Còn chúng ta chỉ là xuồng mái nhỏ thôi, không thể chịu đựng được đám quái ngư. Cho nên trước mắt á, là nên cho tên Bình thấy cần phải bảo vệ Hải Tăng Tử. Có ân quán gì á thì tạm gác ra sau, vượt qua được khúc sông này rồi tính tiếp." "Ừ, cách đó là khả dĩ nhất. Các bọn chúng ta phải lên thuyền lớn rồi mà tìm cách vượt sông. Nhưng mà không lẽ phải giao Hải Tăng Tử cho nó hay sao?" "Không, làm sao tôi để chuyện đó xảy ra được. Nhưng mà như anh đã từng nói, dĩ thiên biến ứng dạng biến, chúng ta sống bằng nghề đào phá âm phận, chuyện ứng biến khôn khéo. Tôi nghĩ anh giỏi hơn tôi mà, lo gì không qua mặt được tên Bình chứ." Ba người còn lại đều nhất trí như vậy. Hải Yến từ nhỏ đến lớn lưu lạc, sống một thân một mình, cứ tưởng bản thân mình đã mạnh mẽ độc lập, tự vượt ra mọi khó khăn, đều chỉ cần ý chí là được. Cô không nghĩ rằng khi hành tẩu giang hồ còn có một thứ gọi là đồng đội. Kỳ thực chuyện gặp gỡ nhóm người của Hồng Quán hôm nay là hết sức tình cờ. Tuy nhiên nếu sau đêm nay trả được thù cho người cha quá cố, Hải Yến cũng không biết đi về nơi nào tiếp theo. Bản thân là thầy tống xác, lại có điểm tương đồng nhất định với hành gia, cô đã có suy nghĩ sẽ xin để đi theo ba người này, sẵn tiện sẽ học được không ít điều mới mẻ. Bình đứng đầu mũi tàu rồi quát lên: "À, thằng kia mãi sao chưa thấy lên vậy? Nhanh nhanh để tao cũng bắt cái đám chó kia lại coi." Xong rồi Bình hét về phía xuồng máy: "Mày không thoát được đâu con trai, khốn hồn thì giao con bé ra đây." Thuyền của Bình trôi lúc này cũng đã gần đến xuồng rồi, còn cách hơn 10 thước. Nhưng Bình không dám nổ súng, sợ bắn chết Hải Tăng Tử. Hồng Quán sẵn sàng thiết bút, có biến thì phóng ngay vào mạn thuyền của Bình để kéo xuồng về bên đó. Phúc Nguyên lúc này nghe Bình hét lên thì đáp trả: "À, con bé này nếu như anh muốn, tôi sẽ giao cho anh. Chỉ cần cho bọn tôi được lên thuyền, chở qua bờ bên kia. Bằng không, tôi quăng nó xuống sông làm mồi cho cá hô thành tinh đó. Khi đó thì khỏi phải mua bán cái gì nữa. Có được hay không?" Tên Bình nghĩ thầm trong đầu: Mẹ kiếp, khúc sông này có cá hô thành tinh thật hay sao? Sao cái đám kia nói y hệt như ba thằng đàn em của mình vậy? Hắn e sợ là có cá hô thật, với lại cũng không rõ Hải Tăng Tử với đám người của quán có quan hệ ra sao. Sợ rằng trong đường cùng sẽ giết luôn Hải Tăng Tử, thế là tàn đời. Vậy nên hắn trai chịu hòa quản, hét trở lại: "Nè, tụi bay dám làm hại con bé đó thì tao lấy súng bắn chết mẹ cả đám đó. Tao đây nổi tiếng nhân từ, tao sẽ cho tụi bay lên thuyền, giơ tay lên đầu hàng là được rồi. Tao không cần biết bọn bay tài phép ra sao, ăn đạn Tây Dương thì cũng chết như thường thôi." Phúc Nguyên nhìn Hồng Quán, trước mắt đã thuận lợi được một chút, chỉ cần chuẩn bị hậu trước, lỡ như bị uy hiếp, bắt trói thì còn có cách giải thoát. Bình lúc này vẫn lăm lăm trong tay khẩu súng ngắn, hắn định để cho bọn cô quán lên thuyền rồi thì bắn chết hết cả đám, độc chiếm Hải Tăng Tử. Kế hoạch của cả hai bên những tưởng đều thuận lợi, ai ngờ từ đâu kéo đến một cơn sóng ập vào mạn thuyền. Cùng lúc ấy dưới đáy thuyền như có vật gì đó khổng lồ đập mạnh vào, khiến cho thuyền chao đảo nhẹ, âm thanh vang lên như hai khối kim loại va vào nhau. Lại nói về tên thợ máy ban nãy, được lệnh nhảy xuống gỡ cây dướng vào chân dịch. Hắn cởi áo ra rồi hít một hơi, nhảy xuống làn nước sông Hậu tối đen. Thợ máy là những người bơi rất giỏi, có thể nhìn được lâu ở dưới nước, tay chân cũng linh hoạt trong môi trường nước, có thể nhờ thói quen để bám vào đáy tàu, lần mò đến chỗ chân dịch, cách đuôi tàu chừng khoảng 3 thước, sâu xuống tầm hơn 3 thước nước. Tên thợ máy lần mò một chút thì cũng đến chân dịch. Trong làn nước tối đen, bơi gần đến chân dịch rồi,
Hắn thấy nước sền sệt máu và mỡ, mắt thì đau rát, cảm giác như trong nước lúc này toàn là máu. Hắn cố gắng bám vào chân dịch trơn tuột, cảm giác như bám vào mỡ và đồ lòng. Và bỗng dưng có thứ gì đó to lớn dị thường lướt ngang qua chân hắn, da thịt chạm vào lớp vảy cá cứng như đá kia, hắn chẳng lầm đi đâu được. Cái thứ ấy hẳn là phải rất lớn, chỉ riêng áp lực nước tạo ra khi nó lướt ngang qua cũng làm cho hắn dâng lên sự hoảng sợ, thở ra một hơi. Thợ máy đã nói, làm việc trong hầm máy hoặc lặn sâu dưới nước, điều kiện làm việc áp lực cao độ, những người làm nghề này đều gan dạ, quỷ thần ít khi hù dọa được họ. Vậy mà tên thợ máy lần này thấy sợ hãi dâng trào, khiến cho cơ thể như muốn co lại, hoảng quá cho nên nắm đại thứ đang quấn lấy chân dịch kia giật mạnh ra. Và tá quả, vì nó là thân xác của một con cá bị chân dịch chém đứt đầu. Chỗ hắn nắm vừa khi nãy là ngang vị trí mang cá. Một lần nữa, có thứ khổng lồ lướt ngang qua chân hắn. Áp lực nước cho thấy nó đang dừng lại và ở cạnh bên. Trong màn nước đen đặc, hắn thấy một thứ tròn to hơn cái thúng, có khoảng đen sọc đỏ đang nổi lên bền ở cái bên, là mắt cá. Hắn chưa kịp hoảng sợ thêm một lần thì nước giãn ra, vì có thứ gì đó đã há miệng của nó ra rất to, đớp ngang thân hình của hắn vô cùng nhanh lẹ. Bình thấy thuyền chao đảo, tức thì trong đầu liên tưởng đến con quái cá hô. Hắn cùng lắm cho rằng có một hai con, đâu biết rằng bên dưới khúc sông này hiện giờ là cả một đàn quái ngư khổng lồ đang lượn lờ qua lại, chờ đợi được cho ăn. Lúc nãy có một con cá hô nhỏ vô tình bị chân dịch chém phải, khiến cho máu thịt của nó lan ra trong vùng nước, từ đó dẫn dụ thêm rất nhiều con nữa đến giành ăn. Tuy nhiên, thịt cá ắt hẳn khác với thịt người. Với yêu tính trong người được nuôi dưỡng bằng xác chết suốt mấy tháng qua, đám cá này tuyệt nhiên thích thịt người hơn cả. Dù ban nãy có ăn một ít thịt đồng loại, nhưng chỉ tổ làm cho chúng thêm thèm thịt người mà thôi. Cho đến khi tên thợ máy xuống nước, bị một con cá hô gặm đứt nửa người, cái mùi máu thịt quen thuộc ập đến, làm cho bọn cá hô như điên lên, vì tưởng chừng đã được cho ăn. Ai ngờ lại chẳng thấy thêm cái xác nào nữa. Chúng lồng lên hút vào mạn thuyền. May mà thuyền bằng sắt, nếu không đã dở tan nát sau mấy lượt như vậy rồi. Bình chứng kiến cảnh nước sùi bọt trắng, hết con này đến con khác lao vào hút. Hắn mới hiểu ra rằng ba tên đàn em không nói đùa về việc cá hô ăn xác chết. Chẳng biết cứ đà này thuyền của hắn có chịu được hay không. Ở bên xuồng máy, chỉ cách chừng 10 thước nữa thôi, nhóm người hồng quán đang nắm chặt vào thành xuồng, cố gắng im lặng hết mức có thể. Tình cảnh này làm sao mà cặp xuồng vào cho được. Đám lính trên thuyền của Bình thấy đám quái ngư tấn công, thoạt đầu có chút hoảng sợ. Nhưng sau khi Bình quát lại, chúng mới hiểu rằng đang đứng ở trên thuyền sắt, lo gì cái đám cá, liền tập trung trở lại, lấy súng bắn xuống nước. Có tên còn ngu ném cả lựu đạn, làm cho Bình chửi một hồi, vì lỡ như làm thủng thuyền thì làm sao. Loạt súng được bắn ra có tác dụng tức thời, đám cá giãn ra ngay. Thực ra là chúng lao vào cắn xé đồng loại, lôi xuống dưới sâu để ăn thịt. Đúng lúc này, thuyền nổ máy lại được. Bình lập tức cho thuyền chạy đến chỗ xuồng máy của quán, định uy hiếp cả đám để bắt hại tang tử. Ai ngờ máy vừa nổ chạy thì thuyền lại bị khựng lại. Lần này không phải là do chân dịch bị mắc kẹt nữa, vì sau đuôi tàu, bọt nước cho chân dịch vẫn luôn ra trắng xóa. Thuyền của Bình đang bị thứ gì đó chặn lại rồi. Lái tàu hét lên: "Anh Bình ơi, thuyền bị kẹt vô cái gì đó rồi." "Thằng ngu, đánh lái quẹo qua hướng khác coi." "Không được anh à, kẹt chặt dữ lắm. Em đánh lái muốn banh cái bánh lái rồi á, mà cũng không có nhúc nhích được nè." Bình tức giận, định ra mũi nhìn xuống,
thì chợt nhớ lại cái đám cá hô này có thể nhảy lên để cắn người. Bèn nắm một thằng lính đẩy ra phía trước rồi ra lệnh: "Mày đi ra trước mũi, coi có cái thứ gì đó bên dưới, nhanh lên." Tên lính cũng vô cùng lo sợ, nhưng vẫn sợ mình điên lên thì bắn hắn một phát. Thế là lật đật đi ra đứng trước mũi, nhìn xuống dưới nước. Hắn từ từ đưa đầu ra nhìn xuống, chỉ kịp kêu lên: Cái đầu cá!" Thì từ tích đằng trước mũi, một con cá hô rất to lao lên khỏi mặt nước như tên bắn, đớp gọn nửa thân trên của tên lính kia. Sau đó con cá lao thẳng vào trong cabin thuyền, làm cho nó bị đè dẹp một mảng đi. Đám lính trên tàu cũng kêu lên oai oái. Mấy tên đứng phía sau mé thuyền thì hụt chân rơi xuống nước, trở thành mồi cho đám cá hung hãn kia. Con cá hô khổng lồ ấy lăn trở lại xuống sông, nước dâng lên tung tóe. Tên bệnh hốt hoảng mặt cắt không còn giọt máu, ngồi thụp xuống góc tàu, nói không ra lời. Chẳng hiểu thứ gì vừa xảy ra. Vừa nãy hắn đi ra mũi tàu thì đã chết thảm rồi, quả là trời phù hộ cái mạng của hắn mà. Ở trên thuyền không thấy được cái thứ đang cản mũi, nhưng từ xuồng máy của nhóm Hồng Quán thì trông thấy rõ mồn một, khiến cho bốn người ai nấy cũng đều căng thẳng, không dám gây sự chú ý của thứ đó. Tư lệnh thốt lên: "Bà mẹ nó, cá hồ chúa hay sao đây?" Hải Yến mấp máy: "Thứ này không phải là cá nữa rồi." Dùng nước trước mỗi thuyền của Bình nổi bọt lên trắng xóa, lú lên nửa cái đầu cá hô quái dị. Đầu bóng nhưng có nổi những khối u nhỏ trông như mặt người. Phúc Nguyên nói có khi quán khí tích tụ từ việc nó ăn xác chết. Cái đầu ấy to đến độ mỗi con mắt của nó làm cho người ta so sánh với một cái bánh xe kéo. Mắt nó đỏ ngầu, từ xa đã thấy những làn gân máu. Nó bơi xéo thân, há cái miệng khổng lồ ra đớp chặt vào mũi thuyền, khiến cho cái thuyền không thể nào di chuyển được. Hai bên mũi có đến 4-5 con cá khác, nhỏ hơn con chúa kia, nhưng vẫn thuộc hàng khổng lồ, đang ghì phần mũi thuyền lại. Vừa sau cú đớp bất ngờ của một con phóng thẳng vào cabin ban nãy, tên lái tàu mất thăng bằng, thuyền chao đảo theo. Con cá hô chúa lập tức gồng thân lên, quật ngang rất mạnh, vang lên cái tiếng ong ong của sắt thép. Con tàu nghiêng sát mép nước, hất gần như toàn bộ người ở trên đó xuống. Lũ cá đối thì nhau tàn sát hết tất cả. Tên Bình đang nấp ở trong góc, lúc thuyền bị nghiêng, nhanh chóng chụp lấy một phần lan can, nhờ vậy mà không rơi xuống nước. Hắn liên mồm gào lên cầu cứu. Đám cá quẩy nước rất mạnh gần con thuyền, tạo ra sóng lớn, vô tình đẩy xuồng của bọn quán ra khỏi vùng nguy hiểm. Phúc Nguyên lúc bấy giờ mới nói: "Cứ tưởng sẽ bám được vào thuyền, nhưng mà với tình hình này, con cá hô chúa khổng lồ tới như vậy, chứ còn nước dùng dầm bơi thật nhanh, càng xa càng tốt. Vượt khỏi cái khúc giữa sông này, có khi không phải gặp bọn chúng nữa. Nhanh lên mọi người." Hồng Quán và Phúc Nguyên cầm dầm lên, cứ thế mà chèo cật lực. Tư lĩnh thì đang coi hải tăng tử như thế nào, nhìn thần sắc thì đã ổn định hơn. Miệng của nó cứ mấp máy như muốn nói thứ gì đó, mũi cứ hỉnh lên. Tư lĩnh kê sát tai vào mà chẳng hiểu được nó định nói thứ gì. Hồng Quán vừa chèo được mấy dầm, đi xa chưa được bao nhiêu, nước sông bỗng dưng nổi bọt. Cái mái dầm đập vào thứ gì đó cứng ngắc. Hồng Quán vừa bỏ dầm xuống, chụp ngay tiết bút rồi hét lên: "Cú xuống, coi chừng!" Lập tức mặt nước dâng lên, từ mặt nước phóng ra một con cá to như cái xuồng. Nó há miệng lao đến đớp vào Hồng Quán. Trong tay của anh đang cầm sẵn thiết bút, liền đâm vào dưới mang của nó một đoạn chí mạng. Máu cá bắn ra thành hồi vô cùng. Con cá rơi xuống, đập vào thành xuồng bằng sắt, mà còn làm cho sắt mớp đi một lõm. Phúc Nguyên kêu trời than khổ, nói tư lệnh vào thay Hồng Quán chèo xuồng, còn Quán và Yến sẽ canh chừng lũ cá, chỉ mong là chúng không đâm cho lật xuồng mà thôi. Nhưng chuyện không hay nhất cuối cùng cũng đã đến. Cứ tưởng hạ xong con cá kia thì thoát ra được, ai ngờ đám cá bên thuyền sau khi đánh chén no nê đám lính kia, bụng còn chưa đã đói, nghe thấy mùi máu bên này, thế là kéo đến cả bầy. Con cá hô chúa mắt nó đảo qua, nhìn một phát rồi lại lặn xuống. Cả thân hình đồ sộ của nó nâng lên khỏi mặt nước, lấy sức lặn thật sâu xuống. Thừa biết nó muốn đớp trọn cái xuồng này. Nhìn thân nó cong lượn, đoán chừng dài đến gần 8-9 thước. Hồng Quán kêu lên: "Chèo nhanh lên, con cá chúa hành động rồi kìa." Tư lĩnh lại chửi: "Con bà nó, từ đây về sau để thề nhậu bằng cá hô cho đến hết cuộc đời."
đang chèo khí thế, xuồng lao đi băng băng. Tư lĩnh có thêm động lực khi Hải Tang Tử đã tỉnh dậy. Nó bật người ngồi chồm hổm, chống hai tay ra trước, sau đó đưa tay lên liếm lấy liếm để. Đôi mắt một con xanh một con đen, thì bây giờ chỉ thấy hai con ngươi xanh lơ như ánh sáng đơm đớm mà thôi. Có vẻ như Bảo An đã tỉnh dậy. Tư lĩnh mừng như lụm được vàng, liền lên tiếng hỏi ngay: Bảo An hả? Người ổn chưa? Bảo An chẳng nhìn vào tư lĩnh. Nó hiện giờ vẫn còn như đang mê man lắm. Miệng nó mấp máy, nhưng bây giờ đã nghe được nó nói cái gì. Ban đầu thì như thì thầm, rồi lớn giận lên. Một con cá lao đến định hút cho lật xuồng. Bảo An phóng ngang qua mặt tư lĩnh, lao đến con cá đó, rồi hét lên: Cá! Có vẻ như lễ đảo trụ từ trưa đến giờ vẫn có chút công dụng nhất định. Bảo An trong thân xác của Hải Tăng Tử bỗng chốc biến hóa, trông như nửa mèo, nửa người. Tai nó dài ra, móng sắc nhọn, cong vút. Miệng ngoác ra rất to, trăng nanh dài hơn cả ngón tay, cứ phóng nhanh như chớp. Nó lao đến con cá cạo một phát, chỉ thấy một đường dài bị rạch trên lưng con cá. Miệng gặm một tảng thịt to, dứt ra vô cùng nhanh lẹ. Đám cá nhất thời rối loạn, nhưng sau đó hiểu ra đối thủ là Bảo An, cho thấy chúng đều đã có linh tính, sắp thành yêu cả đám rồi. Bảo An là mèo mắt lộn yêu thú tu luyện ba giáp 180 năm, đạo hạnh với đám cá này rõ là một trời một vực. Cho nên mặc dù đang là sông nước, nhưng Bảo An không hề tỏ ra nao đúng, tả xung hữu đột, thậm chí còn lặn ở trong nước, vẫn làm cho đám cá kia chết đi rất nhiều. Tư lĩnh đập tay vào xuồng kêu lên: Đúng rồi, cắn chết chà cái đám cá mất dạy đó đi Bảo An. Cá tình gặp mèo tinh, đâu phải đợi ai cũng được nhìn thấy cảnh này đâu. Trên xuồng hiện giờ không có ai còn chèo nữa, vì sợ bơi xa quá, Bảo An không đuổi theo kịp. Hồng Quán cầm thiết bút trong tay, tương trợ cho Bảo An không ít lần. Mỗi cú phóng đi đều lấy mạng một con cá hồ. Hải Yến nói: Có thể bớt được rồi, lũ cá đang rút đi kìa, chúng ta nhân cơ hội này á, chèo xuồng ra khỏi đây đi. Phúc Nguyên lên tiếng: Lũ cá này rất đông và hung hãn, tại sao chúng lại dễ dàng bỏ cuộc tới như vậy chứ? Có khi nào là con cá chúa sắp hành động chăng? Tư lĩnh vừa dứt lời thì mặt bên dưới lay động. Tư lĩnh lại hét lên cho Bảo An nghe: Nè, chạy đi Bảo An, con cá chúa đến đó. Bảo An trong hình thái miêu yêu, hai mắt rực sáng, ánh sáng xanh lơ ma quái, đôi mắt xếch lên giận dữ, hai cánh tay nhúm đầy máu tươi, miệng vẫn còn thịt cá. Tuy thần trí chưa kiểm soát hoàn toàn, nhưng sợi dây liên kết với tư lĩnh vẫn còn đó. Thế nên khi tư lĩnh vừa hét lên, nó lập tức chú ý bên dưới, vốn nó đang bơi ở trong nước mà. Con cá chú bất thình lình từ bên dưới sâu phóng lên, há cái miệng khổng lồ ra đốp lấy Bảo An. Nó tuy có chú ý nhưng đã quá trễ. Hai hàm răng cá hô lởm chởm nanh nhọn đóng sập lại, nuốt Bảo An vào bên trong. Con cá khổng lồ ấy còn đà, cho nên cú nhảy của nó nâng gần như cả người nó ra khỏi nước, trông chẳng khác gì một con thuyền nhỏ cả. Hồng Quán thấy nó nuốt Bảo An, dĩ nhiên không để cho nó thoát. Trong khi mọi người kêu lên, thì thiết bút trong tay anh đã lao đi, nhắm vào lưng của nó, khiến cho con cá quằn quại cong mình lại. Con cá vừa rơi lại xuống nước, tạo thành một trận sóng kinh hồn. Mọi người đều bám chặt vào xuồng, sợ bị hất văng xuống nước, và dẫn dỗi theo xem đòn đánh vừa rồi của Hồng Quán có làm chết được con cá này hay chưa. Thì nó lại nổi lên một lần nữa. Từ bên trong khoang miệng của nó bị một lực đánh kinh hồn, khiến cho miệng nó toát ra một lỗ. Bảo An từ bên trong đó phóng ra, có vẻ như nó đã cào thủng một lỗ trong miệng của con cá. Bị chọc cho tức điên, con cá lộng lên giận dữ. Hồng Quán giật thiết bút về làm cho thịt của nó mất đi một mảng nữa, lại càng làm cho quái ngư thêm hung tợn. Nó định phóng đến quật cho gãy xuồng, thì Hồng Quán lấy đà phóng thiết bút về nó, lần này đâm xuyên xuống gần bụng, cách một chút nữa là đến mang. Tuy vị trí tử huyệt, nhưng do lớp dãy cứng chắc cho nên thiết bút không đâm vào sâu lắm, chứ nếu lúc cắn thì nó đã chết chắc rồi. Lần này thì thiết bút bị kẹt, Hồng Quán giật về không được. Con cá đau đớn nên lặn xuống. Hồng Quán nhanh chóng xả dây ra, bằng không đã bị kéo theo con cá. Dây thiết bút vừa tuôn ra một đoạn dài thì Hồng Quán liền nằm rạp xuống xuồng. Phúc Nguyên hiểu ý liền lấy chân móc vào thành xuồng, giữ chặt Quán lại.
Tư lĩnh cũng phụ sức cùng với Hải Yến giữ chặt dây thiết bút. Bảo an lúc này đã phóng lại lên xuồng, trong đã lấy lại được ý thức. Con cá lặn một hơi thật sâu, giật mạnh thiết bút làm cho nó đau đớn dữ dội, càng bơi nhanh hơn nữa, kéo chiếc xuồng đi như tên bắn. Xuồng mấp mé mép nước, bốn người liền dựa lưng vào thành đối diện, kỳ xuồng xuống, căng mình mà nắm chặt đầu dây còn lại của thiết bút. Rồi cứ thế mà con cá lôi cả người cả xuồng đi, như bay trên nước, lao thẳng vào màn đêm, chẳng biết đi đâu. Có những lúc tưởng như xuồng lật úp, cả bọn phải hét lên giữ vững tay, tuột ra thì chỉ có nước bỏ mạng thôi. Hải Tăng Tử và Bảo An cùng hợp sức dẫn khí, khiến cho con bé trở thành như một con quái vật. Xuồng bị kéo nhanh đi. Quán, Nguyên, Lĩnh và Yến cũng chỉ là những người thường, trước mắt chẳng nhìn thấy gì ngoài một màu đen đặc. Thì lúc này đột nhiên Bảo An hét lên: "Có chân, sắp đâm vào bãi bồi!" Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ma Tống Sát Hành Hương, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 6 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào ngày mai nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.